lực lượng chức năng vừa phát hiện 1.157 chiếc điện thoại iPhone các loại được nhập lậu tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Trong đó có tổng cộng 632 chiếc iPhone 10S Max, 335 chiếc iPhone 10S và 190 chiếc iPhone 7 Plus. Hiện toàn bộ lô hàng đã được niêm phong, chờ giải quyết theo các quy định của pháp luật. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tạm giữ lô hàng hơn 250 chiếc điện thoại iPhone 10s, iPhone 10s Max trị giá lên tới 6 tỷ đồng trong hành lý cá nhân của 4 nam hành khách quốc tịch Mỹ nhập cảnh trên các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam.